Xin chào, mình là Ly và mến 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 chào các bạn đã quay trở lại với kênh Ly Stories, những câu chuyện của Ly. 10 năm về trước thì mình có một cái thói quen, đó là cứ thích đi đâu thì mình sẽ nhảy tàu và đi. Đã từ rất lâu rồi thì cái thói quen đó nó cũng hơi bị bào mòn và thôi chuột một chút. Chính vì thế là ngày hôm nay mình quyết định sẽ nhảy lên một cái tàu và đi đến một nơi mà có lẽ đối với những cái bạn nào mà yêu thích bộ môn lịch sử, hay là đối với những ai mà muốn tìm hiểu một chút về đất nước Đức, thì đây là một nơi không thể bỏ qua. Chính thức là ở đâu thì ngày hôm nay hãy cùng đi với mình nhé. Trains keep running, hearts keep breaking. Herzlich willkommen nach Dachau, Dachau-Anstadt und Dachau-Gedenkstätte. Hihihihi. Chào mừng các bạn đã đến với thành phố Dachau. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển ngay vào trong thành phố và từ ga tàu đến nơi mình cần đến. Chắc là nó cũng sẽ chỉ mất khoảng 10 phút với là dễ đạp thôi. Giống cái đường Linh Vuông ở München vô cùng tận luôn. Nó rất là hẹp và theo đó thì nó chia hai bên đường ra như thế này. Con đường nó rất là dài và cái giống cây á, tóm lại là nó vô cùng giống cái đường ở Munich. Chắc là mình chỉ còn khoảng một lúc nữa thôi thì mình sẽ đến nơi. 2000 years later. Thưa các bạn, là cuối cùng sau bao nhiêu sự cố thì mình cũng đã đến được nơi. Và hiện tại thì mình đang ở Dachau Concentration Camp Memorial Site. Nếu như các bạn có thể có biết và cũng có thể chưa biết thì Concentration Camp có nghĩa là một cái trại tập trung được Đức xây từ thời xưa. Để hiểu rõ hơn về nơi này thì chúng mình sẽ cùng nhau đi nhé. Đây là túi đồ lương thực thực phẩm của mình. Đi vào thăm nơi này thì là hoàn toàn miễn phí. Nhưng nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của chỗ này thì chúng mình sẽ phải book thêm, kiểu như là đặt thêm, trả tiền thêm cho tour guide. Thế nhưng mà mình sẽ không lựa chọn là đặt thêm, bởi vì là nếu như mà đặt thêm thì sẽ phải phụ thuộc vào thời gian của họ rất là nhiều, và khi mà đi thì mình sẽ không được thoải mái và tự do cho lắm. Khi đi vào khu này thì sẽ không được dắt chó, không được đi xe đạp, không được hút thuốc và không được ăn uống ở trong khu này. Thế nên là mình đã đỗ cái xe của mình ở phía bên kia. Ở cái bản đồ này thì bạn sẽ được nhìn rất là rõ, đó là nên đi tham quan cái khu này như thế nào cho nó tiện nhất. Và chắc đây là chụp từ Google Map, từ trên nhìn xuống đây. À không phải, mà đây là ảnh nhìn từ trên nhìn xuống vào năm 1945. À mà thực ra là cái thời gian này là cái thời gian mà hình như đã được giải phóng rồi hay sao á. 1945 là năm mà Dachau được là cái nơi mà trại tập trung này là được giải phóng bởi quân đội của Mỹ. Thực ra thì bầu trời của năm 1933 và trời của năm 2022 nó vẫn như vậy, nó vẫn có lẽ là nó vẫn xanh như vậy, có lẽ là nó vẫn trong như vậy. Chỉ là ở cái thời khắc đó thì mình nghĩ là thực sự mọi thứ nó hoàn toàn khác. Và mình không thể tưởng tượng được rằng là ai đang đứng ở đây và những gì đã diễn ra ở đây. Trước khi đến cái trại tập trung này thì mình cũng đã xem rất là nhiều video, cũng như là đã tìm hiểu là
nơi đây nó đã diễn ra những cái sự kiện như thế nào. Mình đã xem rất là nhiều những cái quận thước phim tư liệu. Thế nhưng mà các bạn biết không, cái cảm giác mà khi chính mình bước chân vào trong cái chỗ như thế này, nó là một cảm giác hoàn toàn khác so với lại trên phim hay là trên video. Theo những cái tài liệu để lại thì Dachau, cái trại tập trung ở Dachau chính là một cái trại gần như là trại đầu tiên của Đức Quốc xã. Mà từ cái trại này, tất cả những cái cách xây dựng hay là tất cả những cái hình thức ở trong này thì nó đều là cái tiền đề để mà họ xây những cái trại sau này. Ví dụ như là trại ở Auschwitz hay là trại ở Buchenwald. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ đi tham quan thêm một vài trại nữa ở Đức. Nhưng mà trại tập trung ở Dachau thì như mình đã nói, đó là cái trại tập trung đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ đi ra cái khu phía bên kia. Cái này chắc là nó như kiểu là ai đó ngồi trên đó xong rồi quan sát hết tất cả cái khu này á, kiểu đài quan sát á. Cái này thì là ổ khóa mới nhưng mà mình sẽ thử gõ cửa. Anybody home? Anybody home? Kể ra mà bây giờ có ai lòi mặt ra thì hãi lắm đúng không? Các bạn có nhìn thấy những cái song sắt đằng trước này không? Đó, đây thực ra chắc là song sắt mới thôi, nhưng mà mình cũng có cảm giác như là mình đang ở trong trại tập trung vậy. Đó, cái song sắt này thì nó chắc là nó an toàn hơn cái song sắt ngày xưa. Thế nhưng hiện tại thì mình cũng đang bị bao vây bởi một dàn song sắt rất là lớn, và đứng ở đây thì không thể nào mà lọt ra ngoài được. Cái tòa nhà xa xa mà mình vừa nói với các bạn đó, thì đó là cái nơi mà để quan sát, cái đài quan sát. Và ở đây thì có tổng cộng là 6 đài quan sát ở khắp cả cái khu này. Và cái hàng rào vừa nãy mình sờ rô là hàng rào điện. Theo như cái bảng kia thì nó nói là nhiều người đó, nhiều những cái tù nhân ở đây thì đã kết thúc, kết liễu cuộc đời mình bằng cách là phi vào rào điện. Để gọi là đúng là một phút huy hoàng rồi vụt tắt là còn hơn để le lói suốt trăm năm. Thì có nghĩa là họ muốn kết liễu cuộc đời mình bằng cách là nhanh nhất có thể, để họ không phải chịu những cái cảnh mà đau đớn nữa. Nếu các bạn có thể nhìn thấy thì đây, cái song sắt ngày xưa nó có kiểu thiết kế như thế này. Đó, để tránh việc là trốn. Đấy, cái khu này bây giờ người ta vẫn để nguyên như thế, để người ta kiểu như là người ta phác họa lại một cái thời đó đó. Ở dưới sông kia thấy lấp lánh ấy, họ ném rất là nhiều những đồng xu xuống dưới đó. Ủa, ở đây giờ nó ra cái quả gì đỏ đỏ kìa, chùm quả đỏ đỏ luôn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là nơi mà họ sẽ thiêu xác chết, hay là một cái lò nướng mà dã man nhất của đất thời bấy giờ. Cái khu này thì nó vô cùng là tách biệt. Trên bàn đá ghi gì đây? Gerechtigkeit und die Ehre, die Ehre, Ehrlichkeit, ne Ehre. Sie starben. Ở đây là cái bia đá cho ngôi mộ. Đây là những cái hình ảnh mà người ta sẽ mô tả rõ hơn về cái tòa, cái khu này. Đó, đây là cái khu mà thiêu lớn, là khu thiêu chính. Khu này thì sẽ được xây sau cái khu đầu tiên. Ở đây thì được chia ra làm rất nhiều những cái phòng. Mình nghĩ là mình sẽ chỉ có thể giới thiệu cho các bạn 1 đến 2 phòng thôi. Không phải là mình không có thời gian để có thể giới thiệu hết tất cả cái nơi này cho các bạn xem. Thế nhưng mình tin rằng là khi mà các bạn tự chân đặt chân đến đây, tự trải nghiệm, tự nhìn, tự đọc và tự hiểu, nó sẽ đọng lại trong các bạn hơn rất là nhiều. Và ngoài ra, khi hiện tại là khi mà mình đang đứng đây thì cái cảm giác của mình nó cũng hơi ghê một chút. Nó là một cái không khí rất là lạnh.
Mình nghĩ đây sẽ là cái nơi mà họ được tận hưởng cái ánh nắng cuối cùng của cuộc đời họ trước khi họ phải đến với một cái thế giới mà ai cũng biết là ở đâu. Ở đây tất cả những cái thông tin đều được ghi một cách vô cùng là chi tiết. Và khi mà các bạn đọc những cái thông tin đó và các bạn tưởng tượng ra tại cái địa điểm mà mình đang đứng vào những cái năm 1933 cho đến bao nhiêu năm sau, nó đã xảy ra những cái sự kiện như thế nào, thì đó là một trong những cái cảm giác vô cùng là khó tả. Thế nên là mình rất hy vọng nếu như các bạn có thời gian thì hãy ghé qua Da Khâu chơi. Không phải chơi mà là ghé qua đây để tìm hiểu và cũng như là để xem lại quá khứ, xem lại lịch sử. Khi xem lại những cái hình ảnh như thế này, mình cũng tự hỏi, ủa, tại sao ngày đấy người ta lại có thể nghĩ ra được như thế này nhở? Không biết là trong đầu người ta có cái gì ấy mà người ta có thể nghĩ ra được những cái mà nó dã man, tức là đây không còn phải là dành cho con người nữa mà là dành cho một cái thứ gì đó luôn, là dành cho một đồ vật. Những cái hình thức mà người ta sử dụng để tra tấn dã man, hay là những cái hình thức để mà người ta giết người ta, tức là người ta giết người ta không cần nghĩ luôn. Đây cũng là nơi bắt đầu một cái cuộc thảm sát những người dân Do Thái, một cái cuộc gọi là tàn sát ấy. Đó mà các bạn đã từng được nghe ít nhất là một lần ở trên phim ảnh hay là ở trên sách báo. Không chỉ có mỗi ở Da Khâu mà còn rất nhiều nơi khác ở trên nước Đức. Nếu như các bạn có để ý thì ở nhiều con đường họ có những cái viên đá mà họ mạ, hoặc là có những cái viên đá màu sáng, họ ghi trên đó tên tuổi của những người đã mất. Những người đó thường là những người dân Do Thái, họ đã sống ở đây và họ đã bị truy lùng, và thường là cuộc đời họ thì chấm dứt ngay tại cái lúc mà họ đã truy lùng. Mình nhớ là có một bộ phim, mình sẽ để một vài bộ phim mà mình đã xem về chiến tranh ở dưới phần mô tả, để nếu như các bạn có thời gian thì các bạn cũng có thể xem. Thì mình có xem một bộ phim, đó là vào một đêm rất là bình thường thôi, đội quân người ta xông thẳng vào nhà và người ta bắt cả gia đình, người ta lôi cổ ra ngoài đường và người ta bắn một cách không thương tiếc luôn các bạn ạ. Bắn bòm phát thế là xong, thế là hết đời. Đó, thì trên những cái bộ phim nó đã phản ánh những cái thời bấy giờ. Đương nhiên là nó cũng có những cái phần nhẹ nhàng đi hơn nhiều. Thế nhưng mà mình nghĩ đó cũng là lột tả rất là chân thực về cái cuộc sống của người dân, hay là cuộc sống thời bấy giờ. Và khi mà mình đến Da Khâu và mình vừa đọc những cái thông tin và mình vừa nghĩ về những cái bộ phim đấy, thì quả thật đó là một trong những cái điều mà nó gần như là nó in rất là đậm. Nó in vô cùng là đậm luôn. Nếu mà đến đây thì hãy dành thật nhiều thời gian để đọc những cái thông tin vô cùng là quý báu ở trong gallery nhá. Vì có những cái tài liệu mà các bạn chỉ có thể tìm thấy ở đây thôi, hoặc là nếu không thì sẽ phải tìm ở trong thư viện, hoặc là ngoài ra thì còn có những cái nơi lưu trữ nữa. Chứ còn ở trên mạng các bạn sẽ rất khó để có thể đọc được những cái điều giá trị như thế này. Hay, bây giờ thì đã là 3 giờ chiều rồi và mình nghĩ là mình sẽ phải đi về nhà thôi. Nắng thì cũng đã tắt rồi và gió rất là to và rất là lạnh luôn. Chuyến đi ngày hôm nay đối với mình là một chuyến đi khá là thú vị và mình đã học hỏi được rất là nhiều điều. Mình đã được tận mắt chứng kiến những cái dòng lịch sử được viết lại và được để lại ở trong Da Khâu, và được tận mắt chứng kiến điều đó là một điều mà mình cảm thấy vô cùng là... Nếu như các bạn mà đến Munich có đủ thời gian thì hãy đến đây một lần, hãy đến đây để cũng không nhất thiết là phải đến đây để học hỏi hay là đến đây để ghi chép lại cái gì đấy. Đôi khi là nếu đến đây chỉ là để các bạn hiểu thêm một chút về đất nước Đức thôi. Có rất là nhiều người nói là người Đức á, người ta không
không muốn nhắc lại cái câu chuyện này nữa, bởi vì là nó đã đi vào quá khứ rồi. Và đó là một trong những cái điều mà họ kiểu họ muốn quên đi ấy. Thế nhưng mà bản thân mình thì điều đó là đúng, nhưng mà theo một khía cạnh khác thì đa khâu được giữ lại như là một cái không chỉ là một cái ký ức, mà nó còn là một cái gì đó để thế hệ sau này như bọn mình có thể đến đây để tìm lại và để tận mắt chứng kiến, hoặc là có thể tưởng tượng rằng là ngày ấy nó đã như thế nào. Nếu như có ai đó hỏi mình rằng liệu mình có quay lại đây không á, thì mình nghĩ là mình không biết nữa. Mình không thể nào chắc chắn là mình sẽ quay lại đây được, bởi vì là mình đã đi đến đây rồi, mình đã tham quan rồi, tham quan hết luôn á. Và ngoài ra thì như mình đã nói ở ngay đầu video là mình xem khá nhiều những cái phim về chiến tranh, phim về Thế chiến thứ hai, cũng như là trước khi đến Đa Khâu thì mình cũng đã xem rất là nhiều những cái đoạn tài liệu rồi. Thế nên là mình đến đây, thứ nhất là để tìm hiểu rõ hơn, thứ hai là để lấy lại một cái cảm giác gì đó, một cái cảm giác mà không thể nào có được khi mà ngồi trước cái màn hình máy tính và xem được. Có thể là sau này nếu như mà ai mà muốn đến Munich tham quan thì mình cũng rất sẵn sàng đi cùng các bạn đến đây để biết đâu đấy một ngày nào đó mình sẽ là hướng dẫn viên du lịch của các bạn thì sao. Nhờ trời hôm nay đẹp vô cùng tận, mỗi tội lạnh thôi. Đáng lẽ là mình cũng định chụp cái chỗ, cái khu mà người ta vẫn còn đang sửa cái kìa. Đó là cái nơi, một cái kiểu như cái công trình, một cái song sắt mà được thiết kế để tưởng nhớ lại cái ngày đó. Thế nhưng mà hiện tại chắc là do đang sửa hay là thế nào đó mà người ta bịt lại mất rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã về đến nhà rồi. Đáng lẽ là mình ở lại Đa Khâu dài hơn một chút cơ, nhưng mà vì những vấn đề kỹ thuật như là máy điện thoại hết pin, máy ảnh hết pin. Ủa chưa hôm nay hãm vãi lều luôn các bạn ạ. Mình mang cái pin dự phòng của máy ảnh đi, thế nhưng mà mình cũng nghĩ là mình để quên ở nhà. Thế nên là mình đã sử dụng toàn bộ những cái phần pin còn lại của máy ảnh để mình chụp cũng như là quay video. Chính vì vậy là điện thoại nó hết pin và máy ảnh thì cũng hết pin, cho nên là mình phải về sớm. Bởi vì là mình mua vé tàu thì lại cài ở trong điện thoại, mình không có in ra. Thôi nhưng mà đó cũng là một cái trải nghiệm rất là vui rồi. Hôm nay thì vô cùng hôm nay thì vô cùng là vui và đã xem được nhiều thứ, cũng như là đã có những cái để lại cho chính bản thân mình. Bây giờ mình phải đi ăn đây bởi vì mình rất là đói. Thế chúng mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào những video tiếp theo nhé. Bye bye bye.